Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn Thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào mà muốn có những cái gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn thì quý vị có thể liên lạc với lại Thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện trang nam cali at gmail com thẩm mỹ viện can nam cali at gmail com để biết thêm chi tiết cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều và cũng cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết sau khi mà nga bỏ phiếu phủ quyết cái nghị quyết của hoa kỳ liên quan tới việc giới hạn vũ khí nguyên tử trên không gian vũ trụ thì tới phiên nga cũng thất bại trong cái nghị quyết đệ trình ở liên hợp quốc về việc cấm tất cả vũ khí ở trên không gian vũ trụ một bản nghị quyết do Nga soạn thảo ở trên Hội đồng Bảo an Liên quốc kêu gọi tất cả các quốc gia và hầu hết phải đóng góp vào cái vấn đề ngăn cản tất cả các loại vũ khí trên không gian vũ trụ đã gặp thất bại vào ngày thứ hai khi 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên quốc đã có sự chia đẻ. Nghị quyết này đã thất bại và không đạt được chín phiếu cần thiết và bảy thành viên đã bỏ phiếu gần như là à, và chống lại và bảy thành viên bỏ phiếu à, ủng hộ và trong đó một phiếu được xem là vắng mặt và nhà phiếu phổ quyết à, được à, biết là của Hoa Kỳ à, kể <laughs> Nga và, và trong đó thì à liên quan tới cái uh, hội đồng thường trực thì hoa kỳ nga trung quốc anh và pháp là năm quốc gia nằm trong cái hội đồng bảo an uh, thường trực của liên Hợp quốc và nếu không đạt được chính phiếu thì họ sẽ không thể để, 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 để trình ở trên cái uh, hội viên thường trực và nga thúc đẩy cái uh, bản nghị quyết này sau khi họ phủ quyết cái nghị quyết của hoa kỳ trước đây là kêu gọi tất cả các quốc gia là tránh một cuộc chạy đua vào không gian vũ trụ về vũ khí nga phủ quyết bởi vì nói rằng phía hoa kỳ không đủ uh, cái um, số lượng vũ khí và số lượng quốc gia tham gia vào cái hiệp ước này chúng tôi ở đây bởi vì nga đang tìm cách gọi là gây chú ý cho toàn cầu việc phát triển tất cả những cái hệ thống vệ tinh và trong trong đó có thể mang theo những cái thiết bị về nguyên tử phó đại sứ hoa kỳ là ông robert wood đã nói với hội đồng bảo an trước khi bỏ phiếu và cáo buộc rằng nga đã bắt đầu có những cái hệ thống vệ tinh vào ngày thứ năm khi mà họ bắt đầu cho hạ thấp cái uh, À, vệ tinh của họ ở dưới bầu khí quyển à, trên bầu khí quyển một chút và điều này cho thấy là đang đối phó với tất cả những cái tài sản của Hoa Kỳ ở trên không gian vũ trụ đây được xem là một trong những cái thất bại mới nhất của nga ở tại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cùng một lượt trong ngày hôm nay thì ông Putin đã bổ nhiệm một nhân vật kinh tế khác trong vai trò là thứ trưởng bộ quốc phòng bản tin từ moscow cho biết thì tổng thống nga trong ngày thứ hai đã bổ nhiệm một cựu à, bộ trưởng đặc trách về kinh tế là Oleg Zavayev trở thành à, thứ trưởng bộ quốc phòng theo tường trình của phía truyền thông nga đưa ra và trong đó cho thấy là ông ta có vẻ như đã bắt đầu cải thiện cái sự gọi là à, thâm thủng của nền kinh tế của nga ông Putin đã đưa ra sự bất ngờ vào tuần trước khi mà cho xóa bỏ chức của ông Sergei Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng và thay thế ông Sergei Shoigu bằng một nhân vật không có quá khứ về quân sự đó là Andriy Belousov được xem là một kinh tế gia và từng là cựu phó thủ tướng và biến chuyển này đã mở rộng việc mà Nga dường như đã thúc đẩy cái kỹ nghệ và chi phí về quốc phòng của họ và cố gắng tìm cách thúc đẩy điều này và Savajev được xem là làm việc trong vai trò là Bộ Kinh tế từ năm 2008 cho tới năm 2014 và ông ta được xem là một trong những nhân vật phó của Belousov, người được xem là đứng đầu của Bộ Kinh tế trước đây và sau khi mà Nga xác nhập Crimea thì Savajev đã được bộ phục vụ trong vai trò là Bộ trưởng đặc trách về vấn đề của Crimea từ năm 2014 và 2015 và trong vòng 5 năm qua ông ta đã là một người được xem là nằm trong cái hội đồng thương mại đặc trách về vấn đề thanh sát của kinh tế của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Nga ngày hôm nay. Và trong một bản tin được xem là độc quyền của hãng thông tấn Reuters thì tổng thống của Ukraine đã thúc đẩy các đồng minh là gia tăng hỗ trợ và có thể là can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin từ Kiev cho biết các đồng minh Tây phương đã có cái thời gian quá dài để quyết định hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Zelensky đã nói với hãng thông tấn Reuters trong một cuộc ổn vấn độc quyền tại Kiev vào ngày thứ hai. Ông đã đồng thời thúc đẩy các đối tác là có sự can dự trực tiếp vào cuộc chiến này khi mà ngăn chặn tất cả những cái à, hỏa tiễn của Nga bắn ở Ukraine và cho phép Kiev sử dụng các vũ khí của Tây phương để chống lại các à, lực lượng của Nga ở tại khu vực biên giới. Lời kêu gọi này là thúc đẩy việc mà gọi là có một cái lần tranh đỏ thỏa thuận về cái cuộc giao tranh. À, do đó gia tăng áp lực à, lực lượng của ông Zelensky là à, à, phải. À, sử dụng cái vũ khí này ít nhất là trong cái đường biên giới Một 000 km ở mặt trận tùy tiến phía đông bắc trong đó gồm phía đông và phía nam của quốc gia này và ông Zelensky trong lời phát biểu mới nhất thì nói rằng hiện nay thì gần như là việc mà khối Tây Phương hỗ trợ vũ khí một cách chậm chạp đã gây ảnh hưởng tới cái sức kháng cự của phía Ukraine và ông kêu gọi các đối tác đồng minh của Ukraine là phải tăng cường họ hỗ trợ cho phía của Ukraine cũng như là can dự trực tiếp vào cuộc chiến này. Một cái làn sóng thật sự là rất là lớn ở tại Donbass và không ai có thể được báo trước và gần như là nó nằm ở phía đông quốc gia chúng tôi gồm có Kurakhov, à, Bokrov và Chaviza. Ông cho biết như trên và tình trạng bây giờ đã được ra nằm dưới tầm kiểm soát. Tuy nhiên, ông kêu gọi các quốc gia đồng minh Tây phương là nên can dự trực tiếp vào cái uh, cuộc chiến này bằng cách là có thể giúp uh, cho Ukraine bắn chặn tất cả những cái hỏa tiễn của Nga bắn vào thủ đô Kiev hoặc là một số những thành phố khác cũng như là hỗ trợ cho Nga có thể sử dụng các vũ khí của Tây phương tấn công vào biên giới thậm chí là qua bên kia biên giới của nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cùng một lượt liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ bà Janet Yellen kêu gọi Hoa Kỳ và Âu Châu là phải đứng chung để chống lại Nga và Iran. Bản tin từ Frankfurt cho biết thì Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ bà Janet Yellen kêu gọi trong ngày thứ ba các quốc gia của Âu Châu và Hoa Kỳ là phải đứng chung chống lại sự bức hại và hung hăng của Iran đang hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố và đồng thời tìm kiếm đường hướng để mà có thể tháo khoán tất cả những cái tài sản đóng băng của Nga ở Tây Phương để hỗ trợ cho Ukraine. Bà Yelin được xem là bà dự tính là sẽ có cuộc nói chuyện trong một cái một cuộc gọi là Transatlantic Alliance à, là, là một cái tổ chức liên minh ở khu vực Đại Tây Dương trong ngày thứ hai và nói rằng Hoa Kỳ và Âu Châu hỗ trợ cho Ukraine đặc biệt là chống lại cái sự xâm lăng của Nga và tôi nói rất rõ ràng à, và cần phải có tầm quan trọng về an ninh của hoa kỳ và của người dân âu châu bà đã lên tiếng cho biết như trên và nếu chúng ta đứng chung à, và chống lại tất cả những nhà độc tài vi phạm vào tất cả những tính minh bạch của quốc tế à, họ sẽ không có lý do nào mà có thể à, đạt được mục tiêu của họ và họ vẫn tiếp tục diễn ra diễn ra và tiếp tục theo đuổi mục tiêu của họ bà chỉ ra cho thấy là hoa kỳ và âu châu phải cho hoa, nga thấy rằng họ không thể có à, đánh bại được một cái luật trật tự của thế giới đã kéo dài trong nhiều thập niên qua đây là lời lên tiếng mới nhất của bà Janet Yellen đưa ra giữa lúc mà Nga đang có cuộc tấn công ráo riết ở phía đông bắc của Ukraine, tức là khu vực Kharkiv và còn trong đó có thể là phía Ukraine có thể mất cái khu vực này. Các bộ trưởng tài chính từ khối G7 đã ngóm họp ở tại Tressa, ở tại Ý trong tuần này và bà Yellen thúc đẩy họ phải đồng ý một cái dự tính là phải lợi dụng cái lợi tức của 300 tỷ Mỹ kim mà đóng băng của Nga để hỗ trợ một món vay cho Ukraine. Và việc này nói rằng họ sẽ cung cấp ít nhất là 50 tỷ Mỹ Kim cho phía của Ukraine trước và trong đó bao gồm luôn cả 3.5 tỷ Mỹ Kim mỗi một năm từ tiền lời của cái số tiền gần 300 tỷ Mỹ Kim mà Nga đã bị đóng băng ở các ngân hàng của Hoa Kỳ và của Âu Châu. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật cho phép sử dụng tất cả những cái tài sản của Nga để mà hỗ trợ cho phía của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã lên tiếng và nó đe dọa sẽ trả đũa nếu như các viên chức của EU và Hoa Kỳ đụng tới tài sản của Nga. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của bà Zelen. Đồng thời trong ngày thứ ba bà cũng đã lên tiếng phát biểu với lại cái một cái trường học đặc trách về quản lý và tài chính và nơi đó bà đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Iran và chúng ta sẽ cam kết là sẽ hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine tại giải Gaza. Bà đã cho biết như trên và lên án phía Iran đã hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và của quốc tế ngày hôm nay. <laughs> Và liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, Joe Biden lên tiếng và nói rằng những gì đang xảy ra tại giải Gaza không phải là một cái tình trạng diệt chủng. Ông Tổng thống Joe Biden đã mạnh mẽ bảo vệ cho Do Thái trong ngày thứ hai, nói rằng lực lượng Do Thái không có hệ hành động gọi là diệt chủng trong cái chiến dịch quân sự của họ nhắm vào nhóm dân quân Hamas ở giải Gaza và bác bỏ những lời chỉ trích của những kẻ biểu tình ủng hộ cho Palestine. Những gì xảy ra tại giải Gaza không phải là một cái hành động diệt chủng. Tôi chúng tôi bác bỏ điều này ông đã phát biểu ở trong một cái hội một cái buổi gặp của cái cộng đồng của người à, di sản người do thái gọi là Jewish American Heritage à, và cái tháng này được xem là tháng di sản của người do thái diễn ra tại tòa bạch ốc và ông Joe Biden đang đối diện với rất nhiều những kẻ ủng hộ cho Palestine và gọi ông là người hỗ trợ cho chính quyền diệt chủng của do thái tuy nhiên trong lời phát biểu ở à, tòa bạch ốc thì ông Joe Biden lên tiếng và nói rằng ông tin do thái là nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tây tháng 10 bởi lực lượng dân quân Hamas do phía Iran hỗ trợ và đã sát hại 1.200 người và bắt giữ hàng trăm con tin. Và ông nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ cho sự an toàn, an ninh của Do Thái và điều này là chắc chắn. Chúng tôi sẽ đứng chung với Do Thái để loại trừ lãnh đạo của Hamas là Yahya Sinwa và những phần còn lại của Hamas và những tên đồ tể của Hamas. Chúng tôi muốn rằng Hamas sẽ bị đánh bại chúng tôi sẽ làm việc với do thái để là chuyện này được xảy ra ông ta đã phát biểu như trên cuộc đàm phán giữa do thái và hamas để mà trả tự do cho các con tin gồm có những người bị bệnh những người lớn và kể cả một số những phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp tục bị bế tắc và ông cho bên cam kết rằng ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để mà trả tự do cho các con tin đây được xem là lời tuyên bố thẳng thừng của ông Joe Biden ngay sau khi mà ông ta bị thành phần cấp tiến trong đảng Dân Chủ đã lên tiếng và kêu ông ta ngưng hỗ trợ cho Do Thái và gọi ông ta là tiếp tay cho chính quyền của Do Thái để mở cuộc diệt chủng đối với người Palestine. Và ông Joe Biden đã bác bỏ điều này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Do Thái ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Do Thái ngày hôm nay, các thành viên hàng đầu của đảng Hòa đang duyệt xét lại lệnh cấm vận nhắm vào tòa án ICC sau khi mà họ dự tính rằng sẽ ra lệnh truy nã với lại ông Netanyahu, thủ tướng của Do Thái. Các thành viên của đảng Hòa trong ngày thứ hai đã bắt đầu nhắm vào tổ chức gọi là Tòa án hình sự quốc tế, gọi là International Criminal Court, gọi tắt là à, ICC. Trong đó họ dự tính sẽ đưa ra lệnh truy nã đối với thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu, và bộ trưởng quốc phòng là ông Joe Galan về các tội mà họ nói rằng là vi phạm tội ác chiến tranh và có hành động chống con người sau khi mà họ phản ứng quân sự với cuộc khủng bố của Hamas ngày 7 tây tháng 10 và tái kêu gọi sự cấm vận đối với tổ chức này ICC không có quyền lên trên lãnh thổ của do thái hoặc Hoa Kỳ và ngày hôm nay họ đã có một cái cáo buộc vô căn cứ và đưa ra cái quyết định có thể sẽ bị lên án trên toàn cầu đó là lời phát biểu của Chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson đã đưa ra và bỏ trên trang Platform X. À, cộng đồng quốc tế không thể cho phép bất kỳ sử dụng một cái hệ thống nào cho phép những quốc gia dân chủ là trong đó có một cái nền pháp trị và do Thái đang tranh đấu cho sự sống còn của họ và ICC phải ra à, có sự công bằng với các viên chức của do Thái được không để và không thể đánh đồng họ với những tên khủng bố đầy à, ma quỷ trong việc mà họ thực hiện cuộc thảm sát ngày 7 tây tháng 10 và rõ ràng quyết định của ICC đã với và chờ gia tăng áp lực với chính quyền của Joe Biden là một điều không thể chấp nhận được đó là lời phát biểu của ông Mike Johnson đưa ra và đầu tháng này thì dân biểu Elise Stefanik chủ tịch của hội nghị đảng cộng hòa ở tại hạ viện cùng với dân biểu Chip Roy của đảng Texas đã giới thiệu một dự luật trong đó là tái áp dụng lại lệnh cấm vận với các viên chức trong tòa án ICC và nhân viên của họ bất kỳ một kẻ nào mà có hành động điều tra và truy tố Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas và Ted Cruz của Texas cũng như Marco Rubio của Florida và Bill Hatchanty của Tennessee đồng thời cũng đã bảo trợ cho một dự luật tương tự như vậy. Và một xác lệnh đã được ký cả bởi cựu tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2020. Trong đó ông đã ban lệnh cấm vận với các viên chức của ICC à, và cái lệnh này đã được Joe Biden tháo gỡ từ tháng 4 năm 2021. Hoa Kỳ và Do Thái vốn không phải là thành viên của ICC và không thừa nhận cái thẩm quyền của tòa án này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của tòa án quốc tế hình sự ICC. Cùng một lượt thì các người biểu tình ủng hộ cho Palestine ở tại trường đại học Trussell đã bỏ mặt lời kêu gọi tránh xa trường đại học này giữa lúc mà việc bắt giữ các kẻ biểu tình gây bạo loạn ở trong các trường đại học ở trên toàn quốc đã lên tới hơn 3.000 người những kẻ biểu tình ủng hộ cho Palestine vẫn bỏ mặt lời yêu cầu của hiệu trưởng trường đại học Dressel University là tránh xa và không nên cắm trại ở trong trường học vào ngày thứ hai. Giữa lúc mà tình trạng bắt giữ những kẻ vi phạm luật pháp này ủng hộ cho Hamas đã vượt quá 3.000 người ở trên toàn quốc. Tracy là trường đại học ở tại Philadelphia hiện nay đã trong thời gian được phong tỏa và các lớp học gần như là phải học qua màn hình video giữa lúc mà cảnh sát đang quan sát tất cả những kẻ được xem là đang có hành động cắm trại trong trường đại học này à, với lại cái trường gọi là Coleman Quark và có rất nhiều những nhân viên của trường đại học Tracieo nói với lại à, được được à, yêu cầu là làm việc từ nhà và trong một bản statement đưa ra vào trước đó thì hiệu trưởng của trường này là John Fry đã lên tiếng và nói rằng có khoảng 60 người thôi đã tới cắm trại ở trong cái trường đại học này và ông nói rằng đây là một sự lo ngại nghiêm trọng bởi uh, tình trạng này và chúng tôi rõ ràng là đang uh, bị tấn công và chúng tôi không thể chấp nhận cho bất kỳ một cái lời phát biểu nào bài do thái và những dấu hiệu bài do thái. Ông Fry đã đe dọa là sẽ có hành động nhắm vào các sinh viên nào của trường đại học Trashel mà tham gia cuộc biểu tình này. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất và chỉ có 60 người. Tuy nhiên nó đã gây ảnh hưởng cho hàng ngàn sinh viên ở trường đại học này. Đây được xem là một trong những cái uh, nỗ lực của những nhóm gọi là ủng hộ cho Palestine và đi theo chủ nghĩa bài Do Thái cố tình kích động cái cuộc biểu tình trên toàn quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay cơ quan quản trị về môi trường là epa đã lên tiếng cảnh báo về tiềm năng tấn công không gian mạng nhắm vào hệ thống nguồn nước hoa kỳ và thúc giục là phải có hành động bảo vệ cho các cái utility tức là các cái phần cần thiết căn bản của người dân Hoa Kỳ, các cuộc tấn công không gian mạng nhắm vào các cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ trên toàn quốc đã trở nên mà mạnh mẽ hơn và trong đó cơ quan bảo vệ môi trường là gọi tắt là EPA đã lên tiếng cảnh báo vào ngày thứ hai và trong đó họ thúc giục là phải bảo vệ cho hệ thống nguồn nước đang bị ảnh hưởng và có thể sẽ ảnh hưởng tới nguồn sản xuất nước uống. 70% các cái hệ thống được xem là cung cấp nước, điện và ga đã được thanh sát bởi các giới chức của liên bang trong vòng một năm qua đã vi phạm rất nhiều những cái tiêu chuẩn và trong đó có thể sẽ dẫn tới tình trạng bị xì ra theo tường trình của các viên chức cho biết và các giới chức đã thúc giục là phải có thêm những cái hệ thống cung cấp nguồn nước nhỏ hơn và cải thiện cái vấn đề bảo vệ để chống lại tình trạng hacker xâm nhập và trong thời gian gần đây, những nhóm hacker từ Nga từ Iran đã nhắm mục tiêu vào các cộng đồng nhỏ hơn và một số những cái hệ thống cung cấp nguồn nước đã bị à, thiếu hụt trong cái các cái đường hướng căn bản và sự báo động cho biết, trong đó bao gồm luôn việc mà họ đã không chỉ sử dụng cái cái password để mà cắt giảm và cắt cái nguồn nước bởi các cựu viên chức và điều này nó thiếu an toàn cho việc bảo vệ cho cái à, hệ thống nguồn nước và cái mạng lưới network bảo vệ cho nguồn nguồn nước và tắt nguồn nước cũng như mở nguồn nước theo tương trình của EPA cho biết và khả năng họ có thể xâm nhập và điều khiển tắt mở nguồn nước nếu cần thiết. Đây được xem là lời báo động mới nhất của cơ quan EPA đã đưa ra. Ngay sau khi mà có những cuộc tấn công tống tiền của hacker Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn và kể cả của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bây giờ mới lòi ra được sự thật, những di dân bất hợp pháp tràn qua biên giới của Hoa Kỳ với mục tiêu họ không muốn ông Trump thắng cử. Những di dân bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ nói rằng họ phải bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp trước tháng 11 vì sợ rằng ông Joe Biden sẽ thua cho cuộc tái tranh cử vào tay của cựu tổng thống Trump, người đã tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới hai anh em ở người Colombia có tên là Ricardo và Sebastian 18 tuổi một người 20 tuổi một người 18 tuổi đã nói với tờ New York Post sau khi mà băng ngang một cách bất hợp pháp tại biên giới ở Arizona vào tuần trước chúng tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử này nó sẽ gây khó khăn hơn rất nhiều chúng tôi không muốn Donald Trump thắng cử cặp anh em này nói rằng họ tìm kiếm tị nạn sau khi băng ngang biên giới của Hoa Kỳ và Mexico chỉ ra cho thấy những đe dọa từ những cái tội hình sự ở quê nhà của họ ở Colombia Họ đã tự giao mình cho cơ quan tuần tra biên giới ở tại Yuma, Arizona và họ đã được trả tự do ở tại cái trung tâm giam giữ ở Yuma và hiện nay đang tìm cách gọi là à, tiến qua những tiểu bang khác và một tổ chức được mô tả là non-profit tức là bất phụ lợi đã cung cấp sự hỗ trợ cho những người di dân bất hợp pháp à, và trong đó họ chờ đợi ở khu vực của phi trường Phoenix theo thường được cho biết và họ sẽ bay tới New Jersey những người này báo cáo rằng là họ đã chi tiền cho kê các cái cú điện thoại cho những tổ chức hỗ trợ và bà này đã giúp họ để hỗ trợ cho họ có thể tới được tiểu bang new jersey Tờ Wall Street Journal vào tuần trước báo cáo rằng các đồng minh của ông Trump đã sẵn sàng có một cái dự tính trong đó là sẽ đưa ra một cái hàng loạt những cái vụ trục xuất trên toàn quốc đối với những di dân bất hợp pháp nếu ông Trump quay trở lại tòa bạch ốc sau tháng 11 và vị 45 tổng thống 45 này người đang ra tranh cử cái đơn vị cái vị trí 47 cho biết ông có thể sử dụng cả quân sự và các nhân viên công lực để mà hộ tống ít nhất là gần 20 triệu di dân bất hợp pháp kể từ tháng giêng năm 2021 khi cho bên nhận chức trên 7 người 7 triệu người ngoại quốc đã xâm nhập Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp và ước lượng 1.7 triệu người đã bước vào và không có được phát hiện và chính quyền của cho bên đồng thời cũng cho phép gần 600.000 di dân bất hợp pháp à, và di chuyển ở trên toàn quốc sau khi mà họ đã được kiểm tra bởi cơ quan CPP và trong đó có 400.000 người đã được ân xá trong các cái chương trình ở tại à, Cuba và ở tại Haiti, Nicaragua, Venezuela họ có thể bay trực tiếp từ những quốc gia này tới Hoa Kỳ. Và theo tường trình cho biết thì 56% đa số người dân Hoa Kỳ đã không đồng ý cái đường hướng mà Joe Biden giải quyết về tình trạng di trú và an ninh biên giới. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất và cho thấy rằng những di dân bất hợp pháp này tới nước Mỹ với mục tiêu tìm đủ mọi cách cản trở ông Donald Trump thắng cử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và một bản báo cáo của tờ Washington Post cho biết là tư lệnh đặc trách về chiến trường của Afghanistan đã bày tỏ sự lo ngại trước khi mà rút quân ra khỏi chiến trường này. Bản tin mới nhất cho biết thì một tư lệnh hàng đầu đặc Afghanistan trong lực lượng trong lúc mà lực lượng quân sự Hoa Kỳ đang rút quân ở tại đây năm 2021 đã lên tiếng cảnh báo Washington là vấn đề an ninh rất tệ và rất nhanh sau khi mà lực lượng Hoa Kỳ rời khỏi đây. Bất kể những lo ngại này, chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục mở cửa tòa đại sứ hoạt động và chỉ có một cái mức bảo vệ bình thường. Tư lệnh có tên gọi là Austin Scott Miller đã nói với các nhà lập pháp theo tương trình của tờ Washington Post đưa ra trong một phiên họp kín và điều trần kín vào tháng trước trước một cái quỹ ban của đảng hòa dẫn đầu nằm ở trong cái bộ đối ngoại tức là quỹ ban đối ngoại ông Miller đã lên tiếng và nói rằng ông đã nhìn thấy được tất cả những gì đã xảy ra từ tháng 7 cuối tháng 7 năm 2021 và ông nói rằng ông đã đưa ra lời cảnh cáo là có tiềm năng phải hiểu được sự nguy hiểm này và ông đã có một cái lời cảnh báo riêng tư với lại chỉ huy trưởng của lực lượng thủy quân lục chiến là chuẩn bị cho tất cả những cái điều kiện được xem là tệ hại nhất khi mà rút quân theo tường trình của Tàu Washington Post đưa ra và tôi đã không có thúc đẩy một cái tương lai tốt cho Afghanistan và tôi đã rời khỏi, ông đã cho biết trong cái cuộc điều trần, ông Miller cho biết rằng là ông hy vọng là hoàn tất công việc này tốt hơn khi mà ông nhìn thấy Kabul và nhìn thấy những gì đang xảy ra và ông nói rằng cuộc tiến quân của Taliban sẽ nhanh hơn và sẽ uh, nhanh chóng hơn và sự tan rã của chính quyền Afghanistan cũng sẽ tan rã nhanh chóng hơn ông được xem là nằm dưới cái sự uh, gọi là soi đèn của Washington kể từ khi mà ông chỉ huy ở tại Afghanistan từ tháng 7 năm 2021 và có khoảng 20 nhân chứng đã gặp gỡ với ủy ban đặc trách về vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ và chủ tịch ủy ban này là ông Michael Marcos dự tính là sẽ đưa ra một bản báo cáo trong mùa hè năm nay sau khi mà hoàn tất cuộc điều tra về cuộc rút quân một cách vô tội vạ của Joe Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới cựu tổng thống Trump ngày hôm nay một số những cố vấn đặc trách về chính sách đối ngoại của ông Trump đã gặp gỡ với thủ tướng do thái Benjamin Netanyahu ít nhất là ba cố vấn viên chức cựu viên chức của ông trump trước đây đã gặp gỡ với lại thủ tướng của do thái là benjamin netanyahu và một số nhân vật nổi tiếng khác của do thái trong ngày thứ hai theo một nguồn cuộc, một cuộc tin cho biết phái đoàn này gồm có ông robert o'brien người đã từng là cố vấn an ninh quốc gia cho ông trump cùng với cựu đại sứ Hoa Kỳ ở tại Vương quốc Ả Rập Thống Nhất là John Rakota và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ là Ed McMullen. À, gần, gần, như là họ đã tới với Do Thái và thêm vào đó thì ông Netanyahu và phái đoàn này à, bên cạnh việc gặp gỡ với ông ta thì đã gặp gỡ với một số những lãnh đạo đối lập của Do Thái bao gồm luôn cả ông Jay Lapid và một số những viên chức khác theo tường trình cho biết. và mục tiêu của cái chuyến đi này là quan sát và hiểu được tình trạng của do thái trong cái chính trị nội bộ của họ và trong đó nguồn tin cho biết về cái chuyến viếng thăm này và đảng liên minh của ông Netanyahu đã có những cái sự bất đồng trong nội bộ và trong đó có rất nhiều người do thái đã quy trách nhiệm cho chính quyền của ông netanyahu đã không đối phó được và không ngăn ngừa được cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tây tháng 10 trong đó thì các đồng minh của ông trump đã bay tới là một phần trong việc mà tổ chức một phái đoàn gặp gỡ với lại phái đoàn đối ngoại của do thái và điều này diễn ra dù lúc mà chính quyền của Joe Biden đã có hành động được xem là gây nguy hiểm cho do thái và trong ngày thứ hai thì tòa án International Criminal Court tức là người công tố viên của tòa án ICC ở tại La Hay nói rằng họ đang yêu cầu một cái lệnh truy nã đối với ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng của ông cùng với ba lãnh đạo của Hamas bị cáo buộc là tội ác chiến tranh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos cho thấy 56% cử tri ủng hộ trục xuất những di dân bất hợp pháp trên phân nửa người dân Hoa Kỳ ủng hộ cho việc trục xuất các di dân bất hợp pháp ra khỏi quốc gia, cuộc thăm dò mới nhất mà hãng thông tấn Reuters và Ipsos đã phối hợp công bố vào ngày thứ Hai. Cuộc thăm dò này cho thấy chỉ có một, một phần ba cử tri nói rằng họ ủng hộ thành lập các trung tâm giam giữ những di dân bất hợp pháp trong lúc chờ đợi bị trục xuất. Và trong đó thì cuộc thăm dò này cho thấy 56% ủng hộ cho việc trục xuất các di dân bất hợp pháp, 36% thì ủng hộ cho việc thành lập các trung tâm giam giữ di dân bất hợp pháp 54% phản đối các cái trại giam giữ này à, và đó là một trong những cái cuộc thăm dò Đảng Cộng hòa dường như là ủng hộ hầu hết cho việc mà trục xuất các di dân bất hợp pháp so với Đảng dân chủ và các khối cử tri độc lập 85% người của Đảng Cộng hòa ủng hộ cho việc trục xuất tất cả những di dân bất hợp pháp 61% người của Đảng dân chủ ủng hộ cho việc trục xuất các di dân này và 35% các cử tri uh, được xem là độc lập là họ ủng hộ cho việc trục xuất hầu hết tất cả những di dân bất hợp pháp Đảng Cộng hòa dường như đồng ý trong bản statement là nếu mà di dân bất hợp pháp uh, bị bắt giữ và bị uh, giam ở trong cái uh, trại uh, gọi là giam giữ này thì họ nói rằng việc tì, uh, họ trong lúc mà họ chờ trục xuất 62% họ nói rằng người của Đảng Cộng hòa nói là yes, 12% người của Đảng dân chủ nói yes, 35% người của khối phiếu độc lập nói là yes cuộc thăm dò của Ipsos dựa trên 3.208 cử tri đã ghi danh trên toàn quốc với mức cộng trừ là à, cộng trừ là 2%. đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. cùng một lượt, trong một cuộc thăm dò mới nhất của mặt Laffling cho thấy đa số người dân Hoa Kỳ đều yêu cầu phía công tố viên chấm dứt việc truy tố và cáo buộc cũng như bức hại đối với ông Trump trong vòng một tháng qua việc mà hầu hết các công ty truyền thông đã đưa tin về cái phiên tòa xét xử ông Trump mà họ gọi là Biden Prat à, Biden tức là tên của ông tổng thống hoa kỳ và Prat tức là ông Avrapt là công tố viên đã đặt trách việc truy tố ông Trump và Colancello tức là người đã phụ trách cáo buộc ông Trump trên tòa và đọc bài những văn cáo trạng ông Trump trên tòa và chính quyền này dường như đã có một cái hành động tác hại chính trị và trong cuộc thăm dò mới nhất của lạc bạc lắp linh cho thấy là ông trump đã dẫn trước cho bên trong cuộc thăm dò mới nhất là 47 trên 43 và cuộc thăm dò này dựa trên 1.000 cử tri với mức cộng trừ là 3.1%, 95% được xem là khá tin tưởng và đã hoàn tất từ ngày 9 cho tới ngày 15 tây tháng 5. Và cuộc thăm dò này chia ra chúng ta thấy được là 66% cử tri nói rằng chính trị đã đóng vai trò trong việc cáo trạng đối với ông Trump. 59% các cử tri nói rằng Joe Biden đã đóng vai trò trong cáo trạng của ông Trump, 53% các cử tri tin nghĩ rằng ông Biden đang muốn ngăn chặn ông Trump thắng cử trong cuộc bầu cử và cách duy nhất là bỏ ông vô tù và 33% nói rằng ông Joe Biden không muốn ông Trump ở trong tù và chỉ có 33%, 53% nghĩ rằng Joe Biden đang tìm cách gọi là bỏ ông Trump vô tù để ngăn cản ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử. Hầu hết các cử tri được thăm dò đều nổi giận với những gì mà họ nhìn thấy và điều này được xem là một trong những cái cuộc thăm dò cho thấy là ông Trump đã có cảm tình rất nhiều với cử tri 68% các cử tri nói rằng đất nước đã đi sai đường 80% những cử tri chưa quyết định nói rằng đất nước đã đi sai đường 57% cử tri đã không đồng ý ông Joe Biden trong vai trò là tổng thống 81% của những cử tri chưa quyết định đã bất mãn với cái vai trò của ông Joe Biden trong vai trò tổng thống. Đây là cuộc thăm dò của mặt Laughlin đã đưa ra và trong đó cho thấy rõ ràng đang có một cái khuynh hướng nổi giận của người dân Hoa Kỳ đối với lại ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một cuộc thăm dò khác của Viện Đại học Harvard và Harris các cử tri đều mong muốn ông Robert Kennedy Jr. phải có mặt trong các cuộc tranh luận tổng thống các cử tri muốn rằng họ nhìn thấy ông robert kennedy jr sẽ tham gia cuộc tranh luận với ông tổng thống joe biden và cựu tổng thống trump trong cuộc thăm dò mới nhất cuộc thăm dò của harvard CAPF và Harris Poll cho thấy 71% cử tri nói rằng cuộc tranh luận này phải bao gồm tất cả các ứng cử viên của đảng thứ ba nếu như họ mà đầy đủ điều kiện và ông Kennedy được xem là nằm trong số của những ứng cử viên này và trên hết thì 79% cử tri muốn rằng ông Biden và chỉ là ông Biden và ông Trump sẽ có những cuộc tranh luận. Cuộc thăm dò cho thấy 73% các cử tri nói rằng ông Trump và ông Joe Biden phải đồng ý có thêm một cái ứng cử viên thứ ba trong cuộc tranh luận tổng thống và ít nhất là một lần tranh luận về phó tổng thống. Mặc dù ông Trump và Biden đã đồng ý có hai cuộc tranh luận. Tuy nhiên thì à, cuộc tranh luận đầu tiên sẽ được dự tính vào tháng 6 sắp tới đây và cái ủy ban đặt trách về à, tranh luận tổng thống dự tính là sẽ có ba cuộc tranh luận vào tháng 9 và tháng 10. Đây là một trong những cái tin mới nhất và gần 2/3 cử tri nữa rằng cuộc tranh luận này phải cung cấp những giá trị thông tin mà họ cần phải bỏ phiếu và trong đó 37% nói rằng họ sẽ không làm điều này theo tường trình của Tờ Đại hiếu và trong cuộc thăm dò này 54% nói rằng microphone cần phải được tự động cắt nếu như mà cái thời gian phát biểu của ứng cử viên đã hết và 6 cuộc thăm dò này cho biết là họ dựa trên 1.660 cử tri đã ghi danh từ ngày 15 cho tới ngày 16 tây tháng 5 theo tường trình của Tờ Đại hiếu đưa ra đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo trên sàn thượng viện cho biết là các cái phụ tùng xe được sản xuất cho các công ty xe là BMW, Jaguar, Land Rover đều có cái việc mà gọi là xuất phạt cản từ cái nơi cưỡng bức lao động ở tại Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì các hãng xe là BMW, Jaguar, Land Rover và Volkswagen đã mua tất cả những cái bộ phận được Trung Quốc sản xuất dưới cái lệnh cấm vận năm 2021 khi mà họ sử dụng cái lực lượng cưỡng bức lao động. Một cái ủy ban của Thượng viện đã đưa ra cái kết luận như trên các công ty xe hơi sẽ đã báo cáo với bản báo cáo của thượng viện trong đó được công bố vào ngày thứ hai nói rằng họ sẽ có hành động để đưa tất cả các cái xe họ à, và sẽ đáp ứng với cái luật lệ của Hoa Kỳ. Cuộc điều tra này đã được thực hiện bởi quỹ ban tài chính của thượng viện trong vòng 2 năm qua phát hiện rằng công ty BMW đã nhập cảm tại Hoa Kỳ ít nhất là 8.000 cái loại mini và hai cồ và các cái đồ phụ tùng được sản xuất bởi CWD à, sau khi mà công ty Trung Quốc này đã bị cấm vận từ tháng 12 khi mà có liên hệ tới cái chương trình cưỡng bức lao động tại Trung Quốc ở khu vực Tân Cương bên cạnh đó thì à, bản báo cáo của Thượng viện cho biết công ty Jaguar Land Rover à, đã, đã nhập cản tất cả những cái phụ tùng bao gồm các cái phụ tùng được cha sản xuất bởi JWD sau khi công ty này được thông báo là sẽ phải ngưng việc ngu cung cấp này khi mà JWD đã bị cáo buộc sử dụng cái nguồn sản xuất lao động bất hợp pháp và cưỡng bức lao động tại Trung Quốc Volkswagen tuy nhiên thì đã công bố cho các giới chức ở biên giới Hoa Kỳ là các cái tàu chở tất cả những cái phụ tùng về xe hơi của họ được sản xuất bởi à, JWD theo tường trình cho biết và trong đó thì à, hai cái nhà hợp đồng ở tại California là Bo Incorporation -Bo -um và một công ty có trụ sở đặt tại Michigan là Lickhoff là sau đó cũng cho biết là họ trực tiếp cung cấp các cái phụ tùng này cho BMW, Jaguar và Land Rover theo tường trình cho biết và gần như là các công ty này đã có những hành động nhập cảng từ Trung Quốc và nơi cưỡng bức lao động đây được xem là bản báo cáo kết luận của sàn thượng viện đã đưa ra đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!